chào cô ba cô chú con đi học. Giỏi. Đang đứng đợi xe bus nè cô chú anh chị. Sáng nay thứ hai là tối qua ba chị 3 giờ sáng rồi đã dậy đi công tác rồi mọi người. Tuần này thì ba chị đi đến chiều thứ năm là về rồi. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Tối qua cho Chi Chi đi ngủ xong rồi Kim tranh thủ dọn cái nhà bếp hả cô chú anh chị. Tại vì thấy dự báo thời tiết hôm nay là trời nắng đó mọi người, cho nên là Kim muốn dành cái buổi sáng ngày hôm nay nè để dọn sân vườn của chú anh chị. Thời tiết bên này không biết khi nào là sẽ có được ngày nắng hả mọi người, cho nên phải tranh thủ liền cô chú. Hôm nay Kim sẽ trồng tulip hả cô chú anh chị. Kim có mua một ít tulip và có những cái củ tulip mà năm ngoái Kim trồng á, xong rồi cái nhỏ cái củ lên để tới năm nay mình trồng lại nè cô chú anh chị. Thường thì tulip sẽ trồng vào tháng 10 hoặc là đầu tháng 11 hả cô chú anh chị.
Vẫn chưa có xong nữa cô chú anh chị, chỉ mới xong có 1/3 thôi. Bây giờ cũng bữa xế đó cô chú anh chị, Kim sẽ vô làm một chút đồ ăn, ăn xong để đón Chi Chi nữa mọi người.
Chị nói bữa nay đi học về có cái gì cho mẹ nè cô chú anh chị. Cái hoa hả? Cảm ơn chị nha. Pillow. And this is a book. This is his blanket to go to bed. This is his pencil. This is his paper. And this is his scissors. Okay. Chị nói là cái này là cái xe của ba nè, là cái xe đi làm của ba nè, là có mày là gì? Seat. Ghế ngồi đây đúng không? Cái ghế ngồi trong xe hơi là cái này chắc cái bảng điều khiển đây quá. Mama, this là... is things. À ok, cái vô lăng lái xe đây, ba cái ghế ngồi đấy hả? Rồi ở đây là phía sau là đựng đồ này hả cô chú anh chị? Em Chi đã hoàn thành xong cái bức tranh pháo hoa này nè cô chú anh chị.